Mình là công cụ quen thuộc và thân thiết với người dân vùng biển. Nó giúp những con người nơi vùng biển mặn mà mưu sinh. Đối với họ, nó không chỉ là công cụ mưu sinh mà nó đã trở thành cuộc sống của họ từ xưa tới nay. Đến với hội thi lồng đèn trung thu nhớ bác của trường, chúng em đã cùng nhau làm nên chiếc lồng đèn, chiếc thuyền. Với những bàn tay thuộc về và chưa thành thạo của chúng em đã đóng góp những chiếc tre khô cứng này kể thành những chiếc man tre mềm mại và uốn éo theo đường cong của mô hình thuyền. Trở thành một chiếc mô hình thuyền hoàn chỉnh với ba màu giản dị trên chiếc tàu nhỏ bé của chúng em, với màu xanh tượng trưng cho mặt biển xanh và màu đỏ và màu vàng tượng trưng cho màu cờ của tổ quốc. Em không thể như những chú lính biển đứng trên tàu tiến để ngắm nhìn ngọn hải đăng, những cánh hải âu chập chờn và đứng canh gác vùng biển thân yêu của đất nước đang bị đe dọa và lăn le bởi xâm chiếm. Và chúng em cũng không thể ra khơi đánh bắt về sáng hay như vật để chứng minh biển đông là của mình. Tuy chúng em chưa thể hiện được tình yêu biển và đất nước bằng những việc lớn lao như thế, nhỏ bé nhất, chúng em đã cố gắng tận dụng những cây tre khô cứng. Và nếu chúng em là những người thợ mộc, chúng em sẽ làm những chiếc thuyền thật vững chắc để có thể cho ngư dân ra khơi yên tâm đánh cá ngoài khơi. Nhưng chúng em chỉ là những học sinh, chúng em có thể làm những chiếc thuyền này để gửi gắm tình cảm thiết tha và chiếc thuyền nhỏ bé này để thể hiện tình yêu của mình với đất nước. Chúng em mong việc làm nhỏ bé này sẽ góp phần thêm vào tinh thần yêu nước của mỗi người. Tập thể chi đội chúng em hy vọng chiếc thuyền lồng đèn này sẽ làm sặc sỡ và thêm những sắc màu ngày hội thi làm lồng đèn ngày hôm nay.